Xin chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến với văn bản thứ hai trong bài học về quyền năng của người kể chuyện rồi. Và à, để bắt đầu vào bài học này, thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái hoạt động khởi động nhé. Đó là chúng ta đến với một cái yêu cầu. Đó là nếu được yêu cầu kể lại một kỷ niệm rất là ấm áp với những người thân yêu thì các em sẽ kể lại cái câu chuyện này như thế nào? Nào các bạn thử uh, suy nghĩ cho cô xem. Tức là khi mà uh, được yêu cầu là các bạn kể lại một câu chuyện rất là ấm áp với người thân yêu thì các bạn sẽ kể như thế nào? Đúng không ạ? Và uh, các bạn thấy là chúng ta có thể kể như thế nào nhỉ? Các bạn có thể uh, kể bằng ngôi thứ nhất này. Tức là các bạn sẽ kể lại uh, câu chuyện ấy với một cái người kể chuyện xưng tôi chính là các bạn đúng không à, hoặc là các bạn có thể kể bằng người kể chuyện ngôi thứ ba đúng không ạ tức là một người kể chuyện giấu mặt à, nhưng mà à, dù các bạn có kể như thế nào đi chăng nữa thì cái kỷ niệm ấm áp đấy cái kỷ niệm thân thương ấy nó phải được hiện về một cách rất là sống động để các bạn là cho người nghe thấy được rằng đó là những kỷ niệm mà bạn đã trải qua mà bạn đã gắn bó và cho dù nó chỉ là một kỷ niệm rất là bé nhỏ thôi nhưng nó thật sự là đặc sắc, nó thật sự là cảm động, nó thật sự là ấm áp, đúng không ạ? Đó, đấy là một trong những cái tình huống mà các bạn có thể gặp ở trong cuộc đời. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện rất là ấm áp, rất là thân thương được kể lại bởi nhà văn Thạch Lam và chúng ta sẽ đến với văn bản Dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam. Các bạn ghi bài ngày hôm nay dưới bóng hoàng lan thạch lam và chúng ta cũng sẽ đến với phần thứ nhất là phần tìm hiểu chung Ở trong phần này thì cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Về tác giả Thạch Lam, các em có thể nhìn vào những nội dung mà sách giáo khoa đã cung cấp cho các em trang 51. Đó là gì ạ? Về năm sinh năm mất của ông, Ông sinh năm 1910, mất năm 1942. Và um, quê gốc của ông thì ở tỉnh Quảng Nam, đúng không ạ? Quê gốc của ông đây ạ, ở tỉnh Quảng Nam. Nhưng mà ông lại sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. À, tuy nhiên thì cái tuổi thơ ấu của ông có một thời gian khá là dài, ông sống với cả người chị gái của mình ở phố huyện Cẩm Giàng Hải Dương và chính cái phố huyện Cẩm Giàng Hải Dương này cũng đã để lại một cái miền ký ức rất là đậm nét trong tâm trí của Thạch Lam để Thạch Lam sẽ đi lại giữa những cái miền ký ức về một Hà Nội hào hoa về một cái phố huyện nghèo với những con người lặng lẽ âm thầm trong cái phố huyện đó. Đúng không ạ? Đấy là về cuộc đời của ông. Về sự nghiệp thì các bạn có thể nhìn thấy uh, Thạch Lam sinh ra trong một gia đình có tư chất, có truyền thống về văn học. Hai người anh của ông đã là uh, mở ra cái tự lực văn đoàn, đúng không ạ? Và Thạch Lam đến lượt mình cũng là một cây bút rất chủ chốt của tự lực văn đoàn. Mặc dù ông không biết giống với các nhà văn tự lực văn đoàn lắm, uh, Thạch Lam quan tâm đến những cái cuộc sống xung quanh. Thạch Lam đặc biệt quan tâm đến những cuộc sống xung quanh, à, quan tâm đến những con người bé nhỏ, con quan tâm đến những con người rất là bình dị, rất là lặng lẽ, đó có thể là những người dân nghèo và những người trí thức bình dân. À, Thạch Lam à, được coi là nhà văn của những cái hàng ngày, ông được coi là nhà văn của những bản tình ca về cuộc sống hàng ngày các em ạ. Tức là Thạch Lam chỉ viết về những cái hàng ngày thôi Viết về những cái đời thường thôi Viết về những cái bé mọn thôi Viết về những con người lặng lẽ vô danh thôi Nhưng mà ông vẫn có thể tạo ra được Một bản tình ca của cuộc sống thường nhật Vẫn có thể tạo nên được những cái vẻ đẹp Từ những điều tưởng chừng khó có thể đẹp được như thế Và với Thạch Lam thì chúng ta cũng rất là nhớ phong cách của ông Đúng không ạ? Một, những cái chuyện ngắn rất là ngắn gọn đơn cái cốt truyện đơn giản đôi khi là bị phá hủy cốt truyện tức là à, chuyện của thạch lam những chuyện xuất sắc nhất của ông thì gần như là cốt truyện không có nghĩa lý gì à, nhưng mà à, nó lại rất hấp dẫn bởi một lối văn trong sáng đẫm chất thơ mỗi một câu chuyện giống như một bài thơ và à, hôm nay thì chúng ta đến với dưới bóng hoàng lan cũng là một tác phẩm khá là tiêu biểu cho à, nhà văn thạch lam đúng không ạ như vậy thì chúng ta có thể thấy dưới bóng hoàng lan là một trong những tác phẩm khá là tiêu biểu cho thạch lam mà nhắc đến thạch lam thì nhớ cho cô đó là một này, trong những nhà văn chủ chốt của uh, tượng lực văn đoàn uh, quan tâm đến những cái đề tài về cuộc đời bình dị bình thường uh, đấy là nhà văn của bản tình ca của cuộc sống thường nhật đấy ạ đấy là một vài nét về thạch lam mà các bạn có thể tìm hiểu thêm uh, thạch lam cũng là một trong những nhà văn có một phong cách rất là riêng, có một gương mặt rất là độc đáo ở, ở văn học hiện đại Việt Nam. Vậy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm với những gì mà sách giáo khoa và cô đã gợi ý cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hai La Mã đọc hiểu văn bản Và trong phần này thì đây là một tác phẩm truyện mà chúng ta sẽ đến với cái phần bố cục nhé. Bố cục của tác phẩm này. Chúng ta đến với phần bố cục của tác phẩm. Và nhiệm vụ của các bạn cho phần bố cục đó là xác định bố cục của văn bản dưới bóng Hoàng Lan. Các bạn đã đọc tác phẩm này ở nhà rồi đúng không nào? Và bây giờ thì xác định cho cô bố cục của văn bản dưới bóng Hoàng Lan. À, quyển vở bài tập thân thánh của các bạn đâu, chúng ta lại lấy quyển vở đó ra và các bạn xác định cho cô bố cục của dưới bóng hoàng lan. À, đây cũng là một văn bản không khó xác định bố cục, tại vì cốt truyện rất là đơn giản, cho nên là chúng ta không khó khăn để xác định cốt truyện. Các bạn hãy xác định cho cô cốt truyện của dưới bóng hoàng lan nhé. Các bạn đã xong chưa? Để cô cho chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng À, cốt truyện của giấy bóng Hoàng Lan được chia ra làm 3 phần đúng không ạ? À, từ đầu. Đây, từ từ đầu. Từ thanh lách cách cửa gỗ để khép nhẹ nhàng bước vào nhìn thấy chưa ạ? Cho tới à đây. Cho tới các bạn xem là cho đến tới đâu ạ? Cho tới để bà hái mấy lá rau nấu canh ăn cho mát. Đầu trang 48, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đó, từ đầu cho đến là bà chàng nói một cách rất là dịu dàng là cháu đi nghỉ chẳng mệt để bà hái mấy lá rau nấu ăn là cho mát. Đó, đấy là phần 1, đúng không ạ? Phần này chính là cảm xúc của Thanh khi được trở về nhà, khi được trở về căn nhà của bà. Đó, lâu lắm rồi Thanh mới được trở về nhà của bà và đây chính là cảm xúc của Thanh khi được trở về nhà với bà. Đúng không ạ? Còn phần 2 chính là phần bà cụ đi ra cho đến phần ngồi bên đèn. Đây, các bạn um, nhìn cho cô. Bà cụ đi ra, đúng không nào? Cho đến. Các bạn nhìn thấy gì ạ? Chàng đến trường kỳ ngồi ở bên đèn. Chàng đến trường kỳ ngồi ở bên đèn. Phần này chúng ta sẽ thấy đó là cảm xúc của Thanh. Khi gặp lại cô hàng xóm có tên gọi là cô Nga đúng không ạ? Cảm xúc của Thanh khi gặp lại cô hàng xóm có tên gọi là Nga đúng không ạ? Và phần 3 là phần còn lại từ sáng hôm sau đến tưởng nhớ mùi hương. Từ sáng hôm sau đến mỗi mùa cô lại dắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương và phần này là cảm xúc của Thanh khi ra đi, khi tạm biệt bà và Nga để lên tỉnh. Như vậy, ở chúng ta có thể thấy là ở dưới bóng hoàng lan có thể được chia ra làm 3 phần với ba cái mạch cảm xúc. Một là cảm xúc khi được trở về nhà này, hai này là cảm xúc khi được gặp lại Nga này và ba này là cảm xúc khi ra đi. Như vậy, cô trò mình có thể xác định được bố cục của văn bản một cách vô cùng nhanh chóng. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ quan tâm đến với cái ngôi kể đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngôi kể. Đúng không ạ? Quyền năng của người kể chuyện mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần ngôi kể phần bố cục cũng có 3 phần nhá. Các bạn sẽ chú ý cho cô. Thế bây giờ cô sẽ cho mình sẽ đến với uh, ngôi kể. Và để xác định được ngôi kể thì cô muốn chuyển giao cho các bạn nhiệm vụ sau đây. Các bạn hãy thử À, thực hiện nhiệm vụ 2 cho cô đi ạ. Và nhiệm vụ 2 này thì có hai nhiệm vụ nhỏ. Một là câu chuyện được kể bằng lời kể của người kể chuyện ngôi thứ mấy? Đúng không ạ? Câu chuyện đã được kể bằng lời kể chuyện của người kể chuyện ngôi thứ mấy? Và thứ hai là việc sử dụng ngôi kể ấy có gì giống và khác biệt so với văn bản người cầm quyền khôi phục uy quyền của Victor Hugo. Như vậy thứ nhất, xác định cho cô ngôi kể thứ mấy? và cái phần thứ hai thì khó hơn vì đây là một phần so sánh chúng ta sẽ phải so sánh đối chiếu để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa hai cái dạng ngôi kể này ngôi à, kể trong dưới bóng hoàng lan và ngôi kể trong à, người cầm quyền khôi phục uy quyền mà chúng ta đã học ở giờ trước nào bây giờ chúng ta lại lấy vở bài tập thần thánh ra và thực hiện cho cô nhiệm vụ này thứ nhất xác định ngôi kể thì dễ rồi đúng không ạ nhiệm vụ này không có gì làm khó các bạn nhưng mà thứ hai là các bạn hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau của cái ngôi kể trong dưới bóng hoàng lan cũng như là ngôi kể trong người cầm quyền khôi phục uy quyền cái phần này thì khó đấy ạ và các bạn cho cô những cái nhận xét của các bạn để chúng ta có thể trao đổi trong nội dung này các em nhé nào các em thử suy nghĩ cho cô xem các em thử suy nghĩ cho cô xem. Các em đã trả lời được câu hỏi này chưa ạ? Nào, ngôi kể ở đây là ngôi kể thứ mấy đấy các em? Chúng ta sẽ thấy rằng là ngôi kể ở đây đều là ngôi kể thứ ba các bạn ạ. Kể cả người cầm quyền khôi phục uy quyền cũng như dưới bóng Hoàng Lan thì chúng ta vẫn thấy rằng đấy là ngôi kể thứ ba, tức là người kể chuyện giấu mặt, đúng không ạ? Đây là ngôi kể thứ ba, tức là người kể chuyện giấu mặt. Nhưng có điểm khác nhau không? Có, chúng ta sẽ thấy rằng là với người cầm quyền khôi phục uy quyền thì cái người kể chuyện là người kể chuyện toàn năng, người kể chuyện toàn chi, người kể chuyện biết hết câu câu chuyện rồi và bây giờ sẽ sắp đặt các nhân vật để kể lại câu chuyện đó. Các bạn sẽ thấy là cái uy quyền của Ra Ve, cái uy quyền của sự hống hách, cái uy quyền của sự đáng sợ của jave sẽ được kể lại bởi cái điểm nhìn khi mà người kể chuyện thứ nhất di chuyển điểm nhìn đến cho uh, phăng tin đúng không ạ và đến cái đoạn thứ hai là khi mà uh, thể hiện được sự khôi phục cái uy quyền của tình yêu thương thì đã xuất hiện một bà sơ xem clipper chả biết bà xuất hiện ở đâu ra nhưng mà bỗng nhiên chúng ta thấy bà có ở trong căn phòng đấy để chứng kiến cái sức mạnh của tình yêu thương mà giang văn Giang đã dành trọn vẹn cho phăng tin đúng không ạ như vậy đó là người kể chuyện toàn năng và người kể chuyện ấy sẽ di chuyển mã kể của mình cho uh, nhân vật lúc thì là phăng tin và lúc thì là xe uh, pleeper các bạn còn nhớ không ạ thế còn dưới bóng hoàng lan thì các bạn sẽ thấy rằng là người kể chuyện ở đây nhập thân vào cái thế giới cảm xúc của nhân vật. Đúng không ạ? Nhập thân vào cái thế giới cảm xúc của nhân vật. Tức là gì ạ? Là Thạch Lam mặc dù là kể chuyện ngôi thứ ba nhưng mà đã kể qua lời kể của ai? Qua lời kể của Thanh. Toàn bộ cái cảm xúc của Thanh đã được uh, thể hiện cái trọn vẹn cái lời kể. Tức là Thạch Lam đã di chuyển vào cái nhìn của Thanh di chuyển vào cảm xúc của thanh di chuyển vào những cái sự xúc động cũng như là cái lời đối thoại nội tâm của thanh để tạo nên được cái lời kể chuyện về một cái những cái thế giới kỷ niệm những cái thế giới thân thuộc xung quanh chàng từ căn nhà của bà cho đến cô gái hàng xóm cho đến cây hoàng lan đúng không ạ tất cả những cái điều đó đã được nhập thân vào Bảo Thanh và Thạch Lam đã hóa thân vào nhân vật đó để mà có những cái cảm nhận rất là riêng, rất là sâu, rất là tinh tế để à, những cái điều tưởng như rất bình thường trở thành một cái bản tình ca vô cùng ngọt ngào. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng ở đây chúng ta à, thấy rất rõ cái điều đó và để làm rõ hơn về nhiệm vụ này nhé thì chúng ta sẽ đến với một cái nhiệm vụ tiếp theo này chúng ta sẽ làm rõ hơn cái điều mà chúng ta chỉ ra đây để làm rõ hơn cái việc là người kể chuyện nhập thân vào nhân vật tức là thanh thì chúng ta sẽ đến một cái nhiệm vụ nữa đó là gì đó là cái hình ảnh thiên nhiên và con người đúng không ạ cũng như là cái cảnh sinh hoạt nó hiện lên như thế nào qua đôi mắt Tức là được hiện qua đôi mắt của nhân vật nào Và việc lựa chọn điểm nhìn ấy có ý nghĩa gì Nào chúng ta sẽ chú ý cho cô à, Thực ra là cô đã trả lời rồi đấy Bây giờ các bạn sẽ uh, thêm vào Các bạn cũng sẽ làm rõ hơn Để trả lời cái câu hỏi Mà thực ra cô đã giảng qua cho các bạn Bây giờ các bạn sẽ tóm lại Để các bạn có được một sự trả lời chính xác và sâu sắc Cô hỏi lại nhé Đó là cái hình ảnh thiên nhiên Đúng không ạ Đó cũng như là cái hình ảnh con người cũng như là cái hình ảnh cảnh sinh hoạt đã hiện lên qua đôi mắt của nhân vật nào. Và việc lựa chọn điểm nhìn ấy có ý nghĩa gì? Đó, các bạn thử à, suy nghĩ cho cô xem. Và à, cái phần này thì thực ra cô giảng rồi. Nhưng mà các bạn có thể à, nhìn thấy rõ, đúng không ạ? Tức là các bạn sẽ thấy rằng là đó chính là điểm nhìn của nhân vật thanh như cô đã nói điểm nhìn của nhân vật thanh và với cái điểm nhìn của thanh thì mọi đối tượng đều trở nên gần gũi thân thiết đúng không ạ với cái nhìn chan chứa tình cảm của thanh chúng ta có thể đọc lại cùng nhau một số cái đoạn hết sức là cảm động khi mà thanh trở về nhà người bà của mình sau bao nhiêu lâu chàng mới từ trên tỉnh về nhé đây thanh lách cách cách cánh cửa gỗ để khép nhẹ nhàng bước vào chàng thấy chàng thấy nhé Chàng thấy mát hẳn cả người Trên con đường gạch bát chàng rêu phủ Những vòng ánh sáng Lọt qua phòng cây xuống Nhảy múa theo chiều gió Tức là chỉ là những cái cảnh sinh hoạt rất là bình dị thôi Những cái 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 sự vật rất là bình dị thôi Nhưng mà qua cái tâm hồn Chan chứa tình cảm Và đầy xúc động của Thanh Thì nó hiện lên rất là ấn tượng Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí Đấy, một cái cảm nhận về một cái cuộc sống nó rất là bình thường nhưng mà nó rất là được nâng niu và trân trọng trong cái nhìn của Thanh đúng không ạ tất cả chỉ là một cái sự vật rất là giản dị thôi nhưng thật sự đã được nâng niu đã được trân trọng đã được giữ gìn đã được uh, ôm ấp trong cái nhìn đầy vuốt ve và chiều mến của Thanh Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán bên ngoài trời nắng gắt rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà yên tĩnh quá không một tiếng động nhỏ trong căn tự phạm căn vườn tựa như bao sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại ở trên bực cửa đó như vậy các bạn sẽ thấy rằng là à, chỉ là một đoạn văn rất là ngắn thôi miêu tả về cái 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 quang cảnh của khu vườn khi mà thanh bước vào đúng không ạ và chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ là những cái sự vật À, rất là bé nhỏ thôi nhưng mà nó nó rào lên nó trào lên ở trong tâm hồn nhạy cảm và vô cùng cảm xúc của thanh những cái điều à, đẹp đẽ vô cùng nâng niu vô cùng đáng giữ gìn vô cùng đấy rồi thanh bước lên thềm đặt vali trên chiếc trường kỳ rồi ngó đầu và phía bó đầu nhìn vào trong nhà bóng tối dịu và man mát loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem từ ngoài trời vào Thành chưa nhìn rõ một cái gì cả. Một lát, quen với bóng tối, chàng mới nhận ra cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi, Thanh trở nên nghẹn họng, mãi chàng mới cất lên được tiếng gọi khẽ, bà ơi. Đấy, đây là các bạn sẽ thấy rằng là những cái câu văn của Thạch Lam nó rất là mù mì, nó rất là nâng niu, nó rất là chân quý chẳng là cái gì ghê gớm đâu Nhưng tất cả những cái không gian của một căn nhà cũ Nó làm cho không chỉ thanh đâu Mà tất cả chúng ta đều rào lên một cái niềm xúc động Khi mà tất cả đều như xưa, đều vẹn nguyên như thế Và nó làm cho chàng nghẹn họng Mãi mới cất được tiếng gọi bà ơi Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra rơi xuống mặt bàn Thanh định rõ nhìn Con mèo của bà chàng Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước con vật nép chân vào mình khe khẽ ve phẩy cái đuôi rồi hai con mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người thanh mỉm cười lại gần vút ve con mãn bà mày đâu thanh bước xuống giàn thiên lý có tiếng người đi rồi bà chàng mái tóc bạc phơ chống gậy trúc từ ngoài vườn vào thanh cảm động và mừng rỡ chạy lại gần cháu đã về đấy ư bà thôi nhai trầu đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa mắt đưa lên nhìn cháu âu yếm và bến thương đi vào nhà không nắng cháu đó tất cả những cái điều đó vừa nãy là cảnh bây giờ là con người đúng không ạ tất cả đều được miêu tả với một cái nhìn thật là gì ạ tinh tế thật là dịu dàng thật là khe khẽ hát ca đúng không đó rồi trên trường kỳ ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ con mèo già tròn mình nằm bên cạnh mắt lim dim trong sự bình yên và nhàn nhã. Thanh trông thấy cảnh ấy đã nhiều lần, lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà với thửa vườn này đối với chàng như một nơi mát mẻ và hiền lành, ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để yêu mến chàng. Đó, đấy tất cả những cái điều đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là uh, Thạch Lam có một cái năng lực di chuyển cái điểm uh, chân thuật vào nhân vật và hòa vào cái cảm xúc của nhân vật để cho chúng ta chuột nhận ra được những cái bình thường, những cái đời thường cũng có những cái giá trị riêng cũng có những vẻ đẹp riêng cũng làm cho tâm hồn chúng ta sao xuyến ngân vang dịu nhẹ như một điều gì đó thật là quý giá và thật là đáng nâng niu à, sau này các bạn sẽ thấy là um, chúng ta sẽ thấy đây ạ à, đây là từ đây các bạn sẽ thấy là à, cảm xúc của thanh đi từ cái cảm xúc đối với căn nhà đó mát rượi rượi vẫn êm dịu như thế vẫn yên ả như thế vẫn chẳng có gì đổi khác như thế cho đến con mèo già đúng không ạ con mèo già có từ lâu lắm trong căn nhà ấy và bây giờ thì nó vẫn rơi bịch cái dưới chân chàng vẫn khép mình và vào người chàng khe vẩy cái đuôi đúng không ạ rồi à, cả cây hoàng lan nữa Chúng ta sẽ thấy rằng là à, Thanh cũng đầy xúc động với cái cây hoàng lan Đây Bà cụ đi ra, Thanh bỗng thấy mệt mỏi Chàng nặng, lặng nằm xuống giường, duỗi chân khoan khoái Ngoài cung cửa sổ, trời xanh ngắt Ánh sáng, lá cây rung động dưới làn gió nhẹ Một thân cây vút cao trước mặt Cùng một lúc chàng lầm bầm Cây hoàng lan đó, đầy xúc động, đúng không ạ? Một cái cây rất là quen thuộc nhưng mà lâu lắm mới gặp lâu lắm mới có thể đem lại cho mình một cảm giác dịu nhẹ và ngân vang trong lòng như thế một hương một mùi thơm thoang thoảng đưa vào thanh nhắm mắt ngửi mùi hương thơm nhớ đến cây cây chàng thường ngày hay chơi dưới gốc nhặt hoa đã lâu lắm ngày mới có căn nhà này ngày cha mẹ chàng hãy còn rồi đến một ngày một bà một cháu quấn quýt nhau đấy bây giờ cây đã lớn đấy đấy là sự xúc động trước cây hoàng lan và cả sự xúc động trước cả bà và nga nữa đúng không ạ đây à, các bạn sẽ thấy rằng um, um, đây mà bà làm bếp có một bình thôi ư không hình như có tiếng người khác nữa tiếng trong và mau hơn thanh lắng nghe một tiếng cười sẽ đưa lên tiếng ai quen quá mà thanh không nhớ nổi thanh đã xa quê khá là lâu đúng không ạ và thanh đã nghe được một cái tiếng rất là quen thuộc nhưng mà không nhớ nổi đó chàng lẳng lặng ngồi dậy từ trên cửa sổ cúi mình nhìn ra phía ao bóng cây hoàng lan lay động cả một vùng chàng chợt nhớ và chạy vùng xuống nhà ngang gọi vui vẻ cô nga đúng không ạ đó thế là một cái cảm xúc của miền ký ức đã trở lại trong thanh thật là dịu nhẹ nga tưởng như đã bị lãng quên trong cái cuộc sống của chàng ở nơi đô thị thế nhưng à, cùng với cây hoàng lan thì tiếng của Nga, sự trong trẻo của Nga, sự ngọt ngào của Nga đã quay trở lại. Đúng không ạ? À, chàng nhìn cô thiếu nữ xinh xắn trong tà áo trắng, mái tóc đen lấy, buông trên cổ nhỏ, bên cạnh mái tóc bạc của bà chàng. Cô Nga, cô bé hàng xóm vẫn sang chơi với chàng trong vườn và mỗi lần về chàng lại gặp ở nhà như một người thân mật. Đó, đấy, ngay cả một cái chi tiết rất là nhỏ nhé, cũng đã được. Thạch Lam rất là nâng niu, rất là mù mỉ rất là uh, rất là khẽ khàng như là nâng cất một cái gì đó quý lắm đó là gì lá rau tươi xanh ngắt bên bàn tay trắng bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn đó chỉ một cái chi tiết nhỏ như thế thôi cũng đã để cho chúng ta thấy rằng là nga uh, một cái hình ảnh thật là dịu nhẹ uh, thật là thân thương thật là ngọt ngào và nga với một đôi bàn tay trắng hồng bên cạnh những lá rau xanh hiện lên đẹp như thế nào các bạn sẽ thấy tất cả đều đã được hiện lên trong một cái thế giới cảm xúc của thanh và các bạn thấy không Ở như cô đã nói với các em đó là với thạch lam thì ông đã viết một cái bản tình ca của cuộc sống thường nhật bởi vì với thạch lam thì có những điều rất là khẽ khàng có những điều rất là bé mọn có những điều tưởng như chẳng có gì đáng nói cả nhưng nó lại có nói cho chúng ta rất là nhiều điều nói với chúng ta à, thật là à, nhiều những cái giá trị đẹp đẽ ở trong cuộc đời này và nếu như các bạn đọc à, à, về à, gió lạnh đầu mùa các bạn còn nhớ là ở bài học đầu tiên khi phân tích về chuyện cô cũng đã lựa chọn một tác phẩm của thạch lam đó là gió lạnh đầu mùa hay là các bạn đọc một tác phẩm rất là nổi tiếng của thạch lam đó là hai đứa trẻ thì các bạn sẽ thấy là thạch lam đã dạy cho ta một cái bài học trông nhìn và thưởng thức cuộc đời đấy các em ạ thạch lam chẳng bao giờ viết về những cái gì thật là ghê gớm thật là kỳ ảo thật là lạ lẫm đâu thạch lam không viết về những cái gì ghê gớm kỳ ảo lạ lẫm thạch lam chỉ viết về những cái hàng ngày chỉ viết về những cái thường ngày chỉ viết về những cái rất là nhỏ bé đúng không à, thế nhưng với cái sự di chuyển à, vào cái nhìn đầy thương mến đầy tha thiết đầy nâng niu đầy chịu khó giữ gìn thì tất cả những cái hàng ngày đó trở nên một cái giá trị thật là đẹp thạch lam dạy cho chúng ta nhận ra được những cái đẹp trong những cái hàng ngày quen thuộc à, từ một cái căn nhà thật là bình yên cứ như thể là một căn nhà trong chuyện cổ tích cứ chờ đợi lặng lẽ mình như thế để khi mình trở về thì nó cứ thương mến như thế nó có thân quen như thế một người bà mái tóc bạc phơ vẫn luôn hiền từ chờ cháu mỗi độ cháu về cùng với bà là con mèo già con mèo già quấn quýt hiền lành lúc nào cũng à, nhìn mình với một đôi mắt màu ngọc thạch rồi cả cây hoàng lan nó vẫn lớn lên xanh tươi thơm và gợi nhớ cho mình những cái kỷ niệm thật là thân thương của một thuở. và cả cô hàng xóm có tên gọi là nga nữa cô gái thật là xinh xẻo thật là trong trẻo thật là dễ thương và cứ quấn quýt bên bà để thay mình à, nói chuyện chăm nom bà và mỗi lần về được nghe giọng nói của cô được nghe tiếng cười của cô từng nhìn thấy à, ngón tay trắng hồng nhỏ nhắn Uh, in trên cái lá rau xanh Chỉ cần thế thôi đã làm cho lòng mình mát rượi cảm xúc rồi Như vậy các bạn sẽ thấy rằng à, uh, một cái cách kể chuyện thật là thú vị mà Thạch Lam đã mang đến cho chúng ta từ một cái ngôi kể chuyện rất là quen thuộc Ngôi kể chuyện thứ ba Và chúng ta sẽ thấy với ngôi kể chuyện thứ ba Nhưng mà Thạch Lam lại nhìn bằng cái nhìn của nhân vật uh, Từ cái thế giới cảm xúc của nhân vật ấy Cả một cái vẻ đẹp của cuộc sống thật là thân thương và ngọt ngào đã trở lại với chúng ta à, một lần nữa so sánh với người cầm quyền khôi phục uy quyền thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như trích đoạn người cầm quyền khôi phục uy quyền thì sức hấp dẫn của nó đến từ một cái kịch tính một cái tình huống rất là kịch tính đúng không ạ à, từ một ông thị trưởng madolen mà trở thành à, gọi là gì á một tên tù khổ sai đã bị truy lùng bấy lâu nay đúng không các bạn thế cho nên là gì Phăng tin chết khiếp khi mà ra ve kẻ mà đã gây ra những cái nỗi kinh hoàng cho mình Phan tin đã nhớ lại những cái trải nghiệm khủng khiếp với cả ra ve thế mà bây giờ ra ve dám túm cổ Madeleine, người thị trưởng đáng kính mà cô đã dựa vào với tất cả tin tưởng mà thế mà à, Madeleine đã không hề à, thanh minh về cái điều đấy vẫn để cho ra ve túng cổ đúng không ạ lại còn nói với ra ve một cái cách nói rất là nhũn nhặn thế thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi đây là một cơn ác mộng ra ve là một sự ác mộng đúng không ạ và chính vì thế mà phăng tin trao đảo phăng tin không còn biết dựa vào đâu và phăng tin đã chết và như thế thì ra ve đã khôi phục được cái uy quyền của cái ác và cái xấu đúng không ạ tức là cái câu chuyện nó rất là 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 kịch tính nó rất là kỳ và để chúng ta nhận ra rằng là ở trên đời này thật khó lường được cái 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 sự thay đổi của cuộc đời đúng không ạ nhưng mà ngay sau đó lại thêm một cái chuyện kỳ lạ nữa đó là chuyện kỳ lạ khi mà Giang Văn Giang đã đã hôi phục lại cái cái uy quyền của tình yêu thương ông đã ở uh, nâng phong tin lên ông đã nói chuyện với phong tin ông đã hứa hẹn với phong tin và để cho phong tin mặc dù chết rồi vẫn nở một nụ cười và à, cái người chứng kiến điều đó chính là bà sơ xe như vậy nhá tất cả các bạn sẽ thấy rằng là cùng là người kể chuyện ngôi thứ ba nhưng mà với người cầm quyền khôi phục uy quyền thì cái sức hấp dẫn của câu chuyện là cái cách kể chuyện đầy kịch tính đúng không ạ rất kịch tính khi mà hết ra ve rồi đến ra va răng đã khôi phục được uy quyền nếu như ra ve là khôi phục uy quyền của cái ác và cái xấu thì Giang Văn Răng lại khôi phục uy quyền của tình yêu thương. Đúng không ạ? Còn với dưới bóng hoàng lan, chúng ta sẽ lại thấy một cái sức hấp dẫn khác. Nó không đến từ những điều kỳ lạ, không đến từ những điều gây cấn. Ở đây làm gì có cái gì gây cấn? Chỉ là một cái sự trở về nhà sau bao nhiêu lâu và một căn nhà vẫn thế. Đúng không ạ? Một người bà vẫn thế, con mèo già vẫn như thế, cây hoàng lan chỉ lớn lên thôi và cô Nga cũng lớn lên, xinh đẹp và vẫn thế để đợi Thanh. Vậy thôi, chỉ nhẹ nhõm như thế thôi, chỉ dịu dàng như thế thôi, chỉ như một sợi tơ để răng mắc trong cái cuộc đời này êm dịu. Và chúng ta nhận ra rằng với quyền năng của người kể chuyện thì cái câu chuyện của cuộc đời này không chỉ hấp dẫn bởi cái sự kịch tính mà còn cả những bản tình ca dịu ngọt của cuộc sống ngay trong chính dưới bao hòa la đúng không ạ và ở tiết một này thì cô trò chúng ta đã quay trở lại với cái ngôi kể để thấy được quyền năng của người kể chuyện khi mà người kể chuyện thứ ba đã di chuyển vào điểm nhìn của nhân vật và với thanh thì một bản tình ca của cuộc sống thường nhật đã được truyền đến cho cô trò chúng ta còn bây giờ thì các bạn nhớ về đọc kỹ cho cô ở câu chuyện dưới bóng hoàng lan để chuẩn bị chúng ta quay trở lại với một cái tình cảm rất là mơ hồ, rất là mong manh, rất là khó diễn tả giữa thanh và nga các bạn nhé để thấy được cái quyền năng của người kể chuyện cho việc khám phá những điều bí ẩn của cuộc đời này nhưng đó sẽ là nhiệm vụ của tiết học thứ hai còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.